Xin chào các bạn. Trong video bài học này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái phần mềm cũng như là cái công nghệ mới trong cái lĩnh vực telesale. Thế thì các bạn biết rằng là hiện nay trên thị trường nó có một cái phần mềm gọi là cái phần mềm Mobi Reader, tức là đại khái là chúng ta có thể hiểu đấy là nó có thể đọc được những cái số điện thoại khi mà một cái người dùng sử dụng điện thoại di động 3G, 4G mà truy cập vào website, thì cái phần mềm này nó sẽ lấy được cái số điện thoại đó. Thì đây là một cái phần mềm mà tôi nghĩ rằng rất là tốt cho quá trình mà các bạn bán hàng và chăm sóc hàng và remarketing khách hàng thông qua các công cụ khác sau này. Tức là nhá, bạn sẽ mua một cái phần mềm của một bên họ cung cấp, bạn gắn cái mã theo dõi vào website, và khi tôi sử dụng điện thoại di động, tôi truy cập vào website của bạn, ví dụ như là tôi vào PA Marketing, thì sau đó thì tôi bắt đầu là gì? Tôi có thể là truy cập vào website của bạn bằng cái 3G, 4G, thì trên website của bạn sẽ nhận được cái số điện thoại của tôi đó, và sau đó thì bạn có thể telesale, SMS hoặc kết bạn Zalo hoặc là remarketing trên Facebook rất là tốt. Thì đấy là một cái phần mềm tôi nghĩ là rất được, thì các bạn nên sử dụng phần mềm này. Cái tên phần mềm là cái gì thì các bạn có thể lên trên Google, các bạn search là phần mềm lấy số điện thoại, đúng không ạ? Đấy, cái phần mềm lấy số điện thoại thì nó rất là nhiều, thì tôi xin phép là không giới thiệu đấy là phần mềm nào. Đấy, thì các bạn là chủ động làm nhá. Phần mềm quét số điện thoại từ website vân vân, hoặc là phần mềm lấy điện thoại ở trên Facebook, hay là cái phần mềm lấy điện thoại ở trên website khi mà có người truy cập, nó có nhiều lắm. Thì các bạn tự tìm hiểu thêm. Tôi thì tôi giới thiệu bởi vì tôi cái phần mềm này nó cũng không phải là phần mềm một cách chính thống. Ý tôi muốn nói là về mặt pháp lý là đấy là phần mềm là cách người ta làm là không chính thống đâu. Bởi vì về nguyên tắc là chính thống là không được phép làm như vậy, bởi vì lấy dữ liệu của khách hàng mà không xin ý kiến. Nhưng mà đối với chúng ta làm kinh doanh bán hàng mà cũng chưa có vấn đề gì cả thì chúng ta nên áp dụng sớm, được chưa ạ? Và chúng ta sử dụng nó rất là hay. Ví dụ như là khách hàng người ta truy cập vào website và sau đó người ta để lại số điện thoại thì nó không sao. Nhưng mà người ta đi ra, chúng ta không biết họ là ai cả, thì số điện thoại cũng đã ở lại. Chúng ta có thể add Zalo, chúng ta chăm thêm, đăng thêm để cho người ta nhìn thấy. Hoặc là chúng ta có thể lưu số điện thoại và tìm kiếm số điện thoại đấy, ta có thể telesale chào cho họ 1-2 ngày sau đó, và họ cũng rất là ngạc nhiên bởi vì là trước đấy họ vừa đi tìm kiếm cái sản phẩm đấy, và sau đó thì họ lại có người giới thiệu, thì có lẽ là có thể sẽ tăng được cái tỷ lệ chốt đơn chăng. Thì đấy là cái ý kiến của tôi. Thứ hai nữa là các bạn cũng có thể sử dụng các phần mềm CRM, hay còn gọi là phần mềm CRM. Phần mềm CRM là những phần mềm quản lý, quản trị mối quan hệ khách hàng. Quản lý, quản trị mối quan hệ khách hàng tức là các bạn lưu thông tin của họ vào, họ và tên, số điện thoại, email, Facebook vân vân, và các rất nhiều các trường thông tin khác. Và đặc biệt là nó có số điện thoại và email, thì cái phần mềm CRM nó có thể nhắc cho bạn là phải gọi điện cho khách hàng này vào cái giờ này, phải gửi tin nhắn cho khách hàng nội dung này, gửi email vào nội dung này, và tần suất như thế này, thì phần mềm CRM nó làm hết. Bởi vì con người thì chúng ta có thể quên quên nhớ nhớ, nhưng phần mềm thì người ta có thể làm rất là dễ dàng, và chúng ta thiết lập lịch gửi, lịch chạy vân vân để chúng ta có thể làm được tốt. Đấy, và tiếp tục đấy là chúng ta cũng có thể là sử dụng thêm những cái đầu số, hoặc là sử dụng các cái số tổng đài 1900, 1800 bao nhiêu đấy. Thế thì các bạn có thể gọi điện cho một cái đơn vị người ta cung cấp cái dịch vụ này. Nếu như bạn là công ty, các bạn nên có số tổng đài. Hoặc là trong một công ty thì các bạn cũng có thể sử dụng các cái dịch vụ số điện thoại chia sẻ, hoặc là điện thoại nội bộ. Đấy là cũng như là cái giải pháp tele nội bộ rất là tốt. Nhiều phòng ban bấm số 11 mấy hay là 22 mấy để làm việc với nhau. Thì đây cũng là cái giải pháp mà để tiết kiệm chi phí nếu bạn là một doanh nghiệp lớn. Nó không liên quan trực tiếp đến telesale bán hàng, nhưng mà nó liên quan đến nội bộ thì tôi cũng nói thêm. Hoặc là hiện nay các cái hãng viễn thông thì cũng có những cái con sim, mà ví dụ chẳng hạn công ty bạn có một con sim VIP, chẳng hạn như là sim 6/8 thì chẳng hạn 098, 097 gì đấy, 6/8, tôi lấy thí dụ thế, và bạn muốn chia cái sim này ra cho nhiều người sử dụng, thì nó cũng có chế độ, có những cái ứng dụng là nhân sim rất là tốt, tức là có thể nhiều người cầm con sim đấy, chế độ nhân sim, hoặc là một số những cái tính năng mới. Các bạn có thể liên hệ với các cái công ty viễn thông, các nhà cung cấp dịch vụ như Viettel, Vinaphone, Mobifone để biết thêm chi tiết. Tôi biết là nó có những cái dịch vụ rất là hay, hoặc là dịch vụ SMS cũng như vậy. SMS bây giờ nó có thể là
dịch vụ SMS theo vùng nhắn tin, là ví dụ bạn muốn nhắn tin vào một quận này, bạn muốn nhắn tin vào một huyện này, một xã này hoàn toàn có thể được, hoặc là bạn có thể nhắn tin vào một vùng bán kính như thế này hoàn toàn có thể được, hoặc là nhắn tin theo những cái đối tượng khách hàng mà các bạn mong muốn, ví dụ như tuổi tác, giới tính chẳng hạn, thì hội hiện nay là cái SMS có thể làm được. Đấy, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là sử dụng các cái số SIM đẹp để làm. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam thì với cái cách quan niệm là SIM VIP, SIM đẹp là chất, và cái tỷ lệ bốc điện thoại lên nghe, tỷ lệ lắng nghe điện thoại rất là cao. Tôi nghĩ thế, các bạn cũng có thể nên sử dụng, nên thuê hoặc là nên mượn hoặc là nên đầu tư công ty nếu có, hoặc là cá nhân thì càng tốt, đúng không? Và tất nhiên để tiết kiệm chi phí thì mình cũng cần phải đăng ký các cái gói dịch vụ để mà nó có rẻ. Chứ còn nếu mà cứ cước thông thường mình gọi thì không nên. Mình nên mua những cái gói, bao giờ các cái hãng đấy nó cũng có cái gói B2B, tức là ví dụ doanh nghiệp người ta gọi, hay là cái gói mà mình gọi nhiều, gọi khoán, thì tính ra nó có thể chỉ vài trăm đồng một phút thôi, thì cái chi phí gọi điện của các bạn nó cũng giảm đi rất là nhiều. Các bạn nhé, thì tôi giới thiệu cho các bạn 3-4 cái công nghệ như vậy. Tôi xin phép nói lại, thứ nhất là phần mềm bóc số điện thoại trên website, trên Facebook vân vân là nó có trên thị trường. Hai là cái phần mềm CRM, là phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng. Chúng ta có thể sử dụng các phần mềm miễn phí hoặc phần mềm trả phí, tất nhiên là trả phí bao giờ cũng tốt hơn rồi. Thứ ba là chúng ta có thể sử dụng các cái dịch vụ tổng đài, rồi thì các cái dịch vụ 1800, 1900 đó, rồi thì các cái phần mềm liên quan đến hiển thị số, liên quan đến việc chăm sóc khách hàng, hoặc là cái phần mềm tự động gọi cho khách hàng, hay là cái phần mềm như tôi giới thiệu đấy, là có thể là các cuộc gọi tự động, hoặc là các cái phần mềm nhắn tin SMS, quản lý SMS của chúng ta. Đấy là một số cái phần mềm mà chúng ta có thể sử dụng trong cái quá trình mà chăm sóc khách hàng, bán hàng và remarketing cho khách hàng rất tốt. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào và xin gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.